Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu top 5 tên tội phạm nổi nhất Việt Nam những năm gần đây. Nguyễn Đức Nghĩa. Nguyễn Đức Nghĩa sinh năm 1984 tại Kiến An, Hải Phòng. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì không ai nghĩ Nghĩa là một kẻ như vậy. Với gương mặt thể hiện đầy nam tính, học hành giỏi giang, là học sinh cấp 3 chuyên đỗ vào Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của soái ca thời bấy giờ. Hắn chỉ làm mất một người duy nhất nhưng cũng đủ để ghi danh hắn vào nhóm tội phạm nổi nhất Việt Nam. Nghĩa phải chịu hậu quả nặng nhất do mình gây ra là điều không phải bàn cãi. 2. Lê Văn Luyện. Lê Văn Luyện sinh năm 1993 tại Bắc Giang. Với những người xung quanh, Lê Văn Luyện được đánh giá là người hiền lành ngoan ngoãn. Tuy không học hành giỏi giang như Nguyễn Đức Nghĩa, nhưng Lê Văn Luyện cũng không phải là một kẻ quá tồi tệ tính đến thời điểm trước khi xảy ra sự việc. Chỉ trong một đêm, cả vợ chồng và đứa con nhỏ của gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích đều mất tại nhà. Một điều đặc biệt là hắn thực hiện hành động trên khi chưa đủ 18 tuổi, sau đó hắn phải chịu hậu quả do mình gây ra. 3. Nguyễn Hải Dương. Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi, quê ở An Giang, là một trong những tên tội phạm nổi nhất từng thấy. Hắn có một vẻ bề ngoài sáng sủa, ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai. Chính vì vậy, hắn đã có một tình yêu với con gái của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, dù mang khuôn mặt thiên thần nhưng hắn lại có một trái tim đen. Nguyễn Hải Dương đã làm mất 6 người trong một gia đình tại Bình Phước. Điều đặc biệt, trong đó có cả người hắn từng yêu thương. Với những hành động của mình, hắn đã chịu hậu quả nặng nhất. 4. Đặng Văn Hùng. Đặng Văn Hùng, 26 tuổi, trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hùng đã làm mất 4 người trong một gia đình anh Trần Văn Long cùng xã. Sau khi xảy ra sự việc, hắn cùng người tình tên Hán bỏ chạy. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc gấp rút, cơ quan điều tra đã nhanh chóng bắt hắn, buộc hắn phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. 5. Vi Văn Hai. Vi Văn Hai, hay còn có tên gọi khác là Vi Văn Mằn, 20 tuổi, quê tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Theo nhận định của người bào chữa, hắn không hề có dấu hiệu gì của việc hối lỗi. Trưa ngày 2 tháng 7 năm 2010, Vi Văn Hai đã ra tay làm mất 4 người trong một gia đình anh Lò Văn Thọ. Nguyên nhân dẫn đến việc Hai làm như vậy là theo lời khai của hắn là do bột phát vì bị vô cớ nói có quan hệ tình cảm với người phụ nữ đã có chồng. Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, Vi Văn Hai chịu trách nhiệm nặng nhất về việc làm của mình.